Thưa quý vị và các bạn, cách đây một năm, ngày 18 tháng 6 năm 2023, dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đã chính thức khởi công. Đây có lẽ là dự án giao thông kết nối lớn nhất, được trông chờ nhất tại Đắk Lắk cho đến thời điểm hiện tại. Và phóng viên Minh Trang đang có mặt tại dự án sẽ có những chia sẻ một số thông tin đến quý vị và các bạn. Sau một năm triển khai thi công, đến nay hình hài cao tốc đã dần lộ diện vóc dáng bên những dãy núi điệp trùng. Theo Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk, trong tổng chiều dài toàn tuyến trên 116,5 km, có 87 cầu, 4 hầm, có địa hình khó khăn, yếu tố kỹ thuật phức tạp. Trong đó, hầm đèo Phượng Hoàng là công trình hầm lớn nhất với chiều dài hầm 1,7 km, nối địa phận hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại đây, hai cửa hầm cả hai đầu Đắk Lắk và Khánh Hòa đều đã được mở và đang thi công theo nguyên tắc từ ngoài vào trong. Thưa ông thì đến giai đoạn này thì không biết là cái tiến độ công trình chúng ta tới đâu rồi ạ? Hiện tại và với cái điều kiện địa chất hiện tại mà nó không thay đổi so với thiết kế thì chúng tôi đảm bảo rằng là sẽ đúng tiến độ đã đề ra. Thưa ông thì thi công hầm tại Tây Nguyên thì có cái khó khăn gì cần phải vượt qua? Ở đây thì có cái trở ngại lớn nhất là cái mùa mưa. Khi mà mưa xuống thì là cái công việc của hầm cái giai đoạn này là gần như là sẽ không thi công được. Cái giải pháp mà công trình đang áp dụng để mà khắc phục cái trở ngại này là như thế nào? Để mà khắc phục cái mùa mưa ở khu vực Khánh Hòa Buôn Ma Thuột này thì chúng tôi trước mắt là đã huy động máy móc thiết bị đầy đủ, để máy móc thiết bị con người đầy đủ để thi công, và có những cái bước là đi trước là cái đường công vụ. Mùa mưa thì đường công vụ đi được thì chúng tôi đã thi công tuyến đường công vụ trước, đảm bảo rằng mùa mưa thì chúng tôi vẫn có thể thi công được cái phần hầm. Dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có điểm đầu tại vị trí giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, điểm cuối tại km 117 593 giao với đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Dự kiến dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.